Dự kiến đến quý 4 năm 2022, tập đoàn Vingroup sẽ khởi công 4 dự án nằm trong tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô và cảng biển kết hợp logistics, du lịch nghỉ dưỡng tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư hơn 302.500 tỷ đồng. Trước đó, tháng 4 năm 2021, công ty cổ phần Vinhome thuộc tập đoàn Vingroup đã có văn bản đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô và linh kiện kết hợp cảng biển rộng 2.000 ha tại khu kinh tế Vũng Áng. Trong đó, diện tích đất liền là 1.500 ha, diện tích mặt nước biển là 500 ha. Vingroup sẽ khảo sát xây dựng tổ hợp bao gồm nhà máy sản xuất ô tô VinFast, chuỗi nhà máy sản xuất linh kiện phụ trợ cho công nghiệp ô tô và thiết bị nghe nhìn công nghệ cao. Cùng với đó, Vingroup sẽ xây dựng cảng biển tổng hợp và khu logistics để phục vụ nhu cầu vận tải biển cho nhà máy, xây dựng khu du lịch, khách sạn. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ triển khai trong 2 năm kể từ khi có giấy phép xây dựng, giai đoạn 2 sẽ tiến hành sau khi giai đoạn 1 vận hành từ 3 đến 5 năm. Dự án đầu tiên Vingroup dự kiến khởi công vào tháng 12 năm 2021 là nhà máy sản xuất xe pin LFP với tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng. Tiếp đó là dự án hạ tầng khu công nghiệp ô tô và linh kiện phụ trợ với tổng diện tích xây dựng là 1.160 ha, có tổng mức đầu tư 250.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công vào quý 3 2022. Đồng thời, Vingroup sẽ đầu tư xây dựng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và một phần nhà xưởng cho thuê sản xuất công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở chuyên gia và cán bộ nhân viên cùng các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường hiện đại. Nằm trong tổ hợp các dự án Vingroup dự kiến sẽ khởi công trong quý 4 2022 là dự án đầu tư cảng biển, logistics tổng mức đầu tư 40.000 tỷ đồng và dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Kỳ Ninh, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Theo tập đoàn Vingroup, khi các dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng trên 10.000 lao động địa phương.